nợ bên ngoài đúng không? Bên nội. Ví dụ không vấn đề chưa nói vấn đề báo hiếu ba mẹ nha, ví dụ như vợ chồng mà có xích mích cãi vã hay gì đấy mà ly dị đi, ít nhất cũng phải có khoản được khoản tiền trong người để mà ở riêng nè chẳng hạn, hoặc là lo cho con khoảng thời gian đầu tiên chứ. Chứ không muốn kiểu tiền mình kiếm nhiều hơn nhưng mà nó lại cho được cho vào cái phần thu nhập chung, thì lúc mà chia ly thì cái thu nhập đó vẫn bị chia đôi ra. Chia đôi mà trước giờ vẫn À, vậy mà. thì đó, thế là chị lỗ chắc rồi. Thế không nói đến vấn đề lỗi không nha, nhưng mà ý là đây, một tháng chi phí của chị là tầm khoảng 14 15 triệu. Chi phí tất cả chi phí luôn. Còn nếu mà có trả góp thì tầm thêm 1 triệu à. Nói chung là tất cả chi phí sẽ khoảng cho tròn 15 triệu đi. Chi phí tức là tiêu hả? Tiêu tiêu ăn uống nuôi con cái chưa tính các vấn đề như cưới hỏi hay là về quê nha. Một năm thì sẽ về quê khoảng 2 lần thì mỗi lần cho khoảng 4 triệu đi. Thôi 4 triệu, Vậy thì 4 triệu chắc là thực sự là một mình chị thì không không có đủ thu nhập để mà nuôi con, để mà chi chi tiêu với gia đình. mình chỉ đủ mà. Chồng chị đi làm tháng được tầm khoảng 14 triệu, 15 triệu. Có tháng ít hơn 15 triệu, có tháng ít hơn 14 triệu, có tháng thì hơn 15 triệu, nên tổng trung bình cho là 15 triệu đi. 15 triệu là vừa đủ chi phí. Thì cái số tiền chị làm còn lại từ trừ ra cái tiền mà chồng chị đi làm sẽ không phải ăn ngoài, tại vì công ty nó có cơm. Còn chị đi làm chị phải ăn ngoài vì chị đâu có cơm đâu, nên là chi phí mỗi tháng của chị cho là xăng xe rồi ăn uống trà sữa các thứ là khoảng 2 triệu đi. 2 triệu là ngày nhiêu tiền rồi nhung nhỉ? 2 triệu là ngày nhiêu tiền nhỉ? Tháng tiêu 2 triệu cho là xong sen luôn, tháng tháng 3 triệu, ngày 100.000, ăn uống cà phê trà sữa các thứ là chị sẽ còn dư lại khoảng 12 triệu. Chị ăn uống cái gì mà một tháng có 1-3 triệu vậy? Thì chị ăn buổi trưa hoặc là buổi sáng thôi. Buổi tối là sẽ ăn cơm gia đình mà. Ý là cơm gia đình nó cũng phải có chi Đi tiêu trong đó cà chứ. bông. Ồn á, chết á. Gì? Ý là cái tiền 2-3 triệu đó là cho riêng chị khi mà đi làm thôi đúng không? Tiêu chi tiêu lúc đi Đúng rồi. làm Đúng rồi. Ồn quá. Ăn uống trà sữa cà phê xăng xe, ăn sáng ăn trưa, tối ăn ở nhà, cuối tuần chủ nhật ăn ở nhà. Đó là một tháng chị tiêu khoảng 3 triệu đi. Đừng cái video vừa nãy em có gửi á, thì nó sẽ được chia tiền theo của mình theo 3 phần. Cái phần đầu tiên là tiền sống. nhưng có một đặc điểm nữa là tiền của chị không phải đồng tiền nằm in, tức là cứ đúng cái ngày đó vào cuối tháng hay là vào tháng đó, đúng ngày năm, đúng ngày 10 chẳng hạn là chị sẽ tinh tinh 15 triệu. Tiền của chị không phải là tiền như thế. Đồng tiền của chị sẽ là đồng tiền kiểu những hôm này chị làm được bao nhiêu đây. Này, ví dụ 7 triệu, xong vài hôm sau chị lại thu nhập vào, chị lại đi ra, chị lại chi ra khoảng 3 triệu, xong vài hôm sau chị lại thu về khoảng 10 triệu. Nhưng mà tổng chung quy lại mỗi tháng chị sẽ lời khoảng, tức là cái khoản mà chị trừ đi những cái chi phí mà chị phải chi á thì nó còn khoảng 15 16 triệu. Hiểu không? Nên là chị rất khó để kể mà kể cả nó không quản gom lý lại như một kể cả nó không gom lại một cục đi nữa thì vậy tiền của chị tiêu ấy, thì chị cũng phải đâu phải là chị tiêu một lúc đâu, một tháng chị cũng tiêu từ 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 mới hết cái số tiền đó, chứ đâu phải là chị tiêu một lần là hết luôn cái số tiền mình cần phải chi đâu. nhưng mà chị lúc nào cũng phải có một cái số tiền ở ngoài để mà chị xoay xoay tròn á. Nên nên nếu mà ví dụ như vào một cái ngày ngày mùng 8 chẳng hạn chị vừa mới xài tiền đi thì dĩ nhiên tiền của chị bị hụt rồi, tại vì tiền nó chưa về mà. Nhưng mà tới ngày 15 thì tiền chị về, ví dụ chị ra 5 triệu nhưng chị về lại 10 triệu thì sao? Thì tới lúc ngày 15 thì chị sẽ có 10 triệu trong tay, tức là chị đã kiếm được 5 triệu đúng không?
Thì kiểu như thế nên là nó hơi khó quản lý, không phải là không quản lý được nhưng chỉ là hơi khó để mà cứ đúng vào cái thời điểm đấy thì nó sẽ có số tiền như vậy trong tay. Đâu cần phải đúng thời điểm đấy đâu. Nói chung là thu nhập của chị một tháng là khoảng 15 16 triệu thì nó vẫn có thể áp dụng vào cái cách đó được. Nhưng mà thay vì kiểu thu nhập của chị nó không có luân phiên, nó không có một lúc được thì kể cả kiểu nó không ổn định, nó nhiều lúc cũng được. Kiểu ngày ngày 3, ngày 5, ngày 7, ngày gì đó cũng được. Cho tại vì chi tiêu của chị đâu phải lúc nào một cứ phải nhận lương ra là phải chi hết bao nhiêu đó vào vào cái việc sống đâu. Nói chung là trước giờ vẫn vẫn tổng lại xong rồi còn dư ra bao nhiêu thì là của chung mà. Chồng chị nó vẫn không hài lòng thế. Nó nghĩ là nó làm được nhiều hơn như thế chẳng hạn. Kiểu vậy. Nhưng mà đàn ông để ý nhiều quá đến tiền chị cảm thấy rất mệt. Chỉ cần hú cái là mình có tiền đưa cho là được rồi. Tổng kết lại năm dư ra bao nhiêu là ok rồi. Đó là chưa chưa, đó là chị còn có ý định là xong khi chị ổn định bên này chị sẽ mở cái gì đấy riêng nữa, tới lúc đấy hả? Tiền nhập hàng xong rồi lại chồng tiền này tiền kia, quản lý tiền không chắc tao chết. Hiện tại chị đang cầm tiền bên công ty nè, nên là chị không phải có một tài khoản mà chị có rất nhiều tài khoản, rồi mỗi tài Tiền khoản nó có một số khi lượng mà tiền mình nhất đã định. làm rồi á, tiền nhập hàng nó là tiền riêng, không thể nào mà cộng vào tiền của gia đình được. Không phải em ơi, nó nằm khắp nơi nên thành ra nhiều khi nó cứ lẫn lộn giữa cái này cái kia. Vì nha, tiền khi mà ở bên công ty về thì nó sẽ ra tiền mặt, còn tiền trong tài khoản nó lại ra tiền tài khoản. Tới lúc mà cần số tài khoản chuyển đó, chị lại phải dùng tiền tài khoản chị chuyển đi, xong tiền mặt chị lại cầm đấy nhìn lại đi chợ các thứ đúng không, Thì đơn giản tiêu mà xài mỗi lần chị nhận tiền công ty về chị nạp hết vào thẻ là được. đâu có đơn giản như thế. Trời, công việc của chị mà rảnh đến nỗi mà cứ 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 nhận một đồng là đi nạp vô một đồng thì nói làm gì. Ok, em xài. Nói chung là bây giờ nạp tiền nó rẻ, nó đơn giản mà. Không Chị dùng thể tiền mặt nhiều không, đúng không? Chị làm dùng tiền mặt nhiều hay sao? không chị không 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 dùng tiền mặt quá nhiều, 50-50. Không dùng tiền mặt nhiều thì nạp vào có gì đâu. Nạp tiền đâu mất nhiều thời gian đâu chị. Không, nó rất là đau đầu việc quản lý chi tiêu. Khi mà em quản lý chi tiêu mà cái lượng chi tiêu mà tầm khoảng 300 đến 400 triệu một tháng nó rất là đau đầu. Nội cái việc mà buổi sáng đưa cho nhân viên bao nhiêu tiền là buổi tối vậy đã không thể nhớ nổi rồi đấy. Nhớ làm gì, Làm ra nốt ngủ. lại. Thì phải nhớ để mà nốt lại rồi vào hệ thống chứ Ý sao. là chị làm từ lúc nào là chị nốt lại từ lúc đấy luôn, không phải nhớ làm gì cho nặng cái đầu cả. Không em ơi, cái quy mô doanh nghiệp nó nhỏ, còn quy mô doanh nghiệp lớn nó sẽ khác. Ví dụ như lớn á thì muốn chi tiền là Bây phải giờ làm phiếu đúng không? đã nhỏ, đã lớn, nốt ngay lập tức mà không làm được thì nhớ làm sao mà nhớ hết được. Quy mô doanh nghiệp mà có hệ thống á nó sẽ như này. À, em in phiếu chi, em ghi em chi cái gì xong em trình lên rồi bên này ký bên kia ký, sau đó kế toán chi tiền. Đằng này tiền nó nằm ở một mối hết. Xong buổi sáng cái thằng này vô kêu chị ơi cho em lấy tiền cái đơn hàng này, xong móc tiền đang làm việc gì đấy móc tiền nó đưa. Xong một tí sau lại thằng khác vô, chị ơi em lấy cái đơn hàng này tiền ship là bao nhiêu đấy ABC TZ. Xong chị ơi em gửi tiền đơn hàng này, tức là tiền vào tiền vô nó cứ liên tục mà chị chưa có một bên quản lý tài chính riêng. Thành ra chị vừa phải làm việc mà vừa phải quản lý tài chính. thì Trời má, nó mình áp lực thì vãi cả thì mình đái có cái luôn. điện thoại mà nốt lại thôi. Không thì vẫn nốt mà nhưng mà vẫn có quên, tức là lâu lâu ngồi kiểm tra tự nhiên thiếu 10 triệu. Cái mình hỏi bản thân lỗ thiếu 10 triệu chỗ nào ta? 10 triệu khúc nào? Chung là mình tập có cho cái thói quen cứ tiền vào tiền ra là mình sẽ nốt lại ngay thì nó sẽ không có gặp vấn Đúng đề gì rồi, thì cả. mình làm việc dĩ nhiên mình phải có thói quen đấy, nhưng mà nó nhiều khi nó không thể chính xác và rõ ràng được tại vì công việc nó cứ xen vào như thế. Mà con người đâu phải cái máy đâu. Mà nó không có quy trình cái kiểu mà Chứ trình lên rồi giấy tờ các thứ. Nếu mà mình làm quá phức tạp như vậy thì nhân viên nó rất là nản tại vì quy mô nó chưa đến mức như thế.
nốt vào mà đã khó rồi, huống gì nhớ thì làm sao mà nhớ hết được, có phải là bộ nhớ của máy tính cứ lưu vào là Ví dụ xong nha. đâu. Ví dụ như em đang đi bán quán đúng không? Em bán quán cà phê. Chị ví dụ đơn giản là bán quán cà phê. Em đang làm ly nước cho khách, xong có người đi vào. Cho em lấy cái đơn hàng đấy, tiền ship của mình là 55 ngàn đi. Xong hồi một sau có người đi vào, lúc đó em đang vội cái việc làm với cái ly nước cho khách. Em sẽ không thể nào mà móc điện thoại ra hoặc là móc phần mềm ra hay là làm cái gì đó để mà em sẽ tập trung vào cái việc mà làm cái ly nước hơn là cái việc mà nói chung là sẽ có lúc như vậy. Nhiều khi á, tầm khoảng cuối tuần thường là chị ngồi chị sạch lại đúng không? Có khi cuối tuần tự nhiên cái hụt đâu 10 triệu. Hụt đâu 8 7 7 8 triệu gì á. Không, mà em nghĩ Sao cái mình là ngồi suy nghĩ ạ? như này nè. Có thể là trang bị chỉ trang bị một cuốn 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 sách nốt hay là điện thoại cũng được. Điện thoại mà chị mà đang chị đang xài iPhone rồi chứ chứ điện thoại mà điện thoại của Samsung mà có cái bút S Pen á, nó rất là rẻ luôn. Chỉ cần mình bấm cái nút một cái là mình có thể viết ngay trên màn hình luôn. Mà mình viết á thì nếu mà công việc mình kiểu gấp quá ấy, thì tập cách viết tắt. Chỉ cần viết vài giây là xong, không cần phải nhiều đâu. Cái vài giây đó nó không tốn thời gian nhiều đâu, mình có thể viết xong cái nốt đấy vài giây thôi, 3 4 giây thôi, xong cái mình tiếp tục mình làm công việc. Nói chung quản lý tiền chị bị rất là áp lực khi mà quản lý tiền nữa đó. Nhưng mà nếu mà để chồng quản lý tiền thì chị không an tâm. Mà bên công ty thì chị không thể giao việc quản lý tiền cho ai khi mà nó chưa có một cái bộ máy cụ thể. Đúng rồi, đàn ông mà chi tiêu ấy, thì rất là khó mà có chừng mực, nhất là khi đi chơi với bạn bè. Chừng mực hay không không nói, chừng mực hay không không nói, vấn đề ở đây là cảm thấy thứ nhất là cảm thấy thiếu an toàn. Thứ hai là trước đây có tiền lệ chơi banh chơi bóng rồi nên thành ra cũng không an tâm. Mà cảm giác tự nhiên mình đi làm bao nhiêu xong mình phải nộp hết cho chồng nó không không ok cho lắm. Xong bắt đầu tiêu gì thì xong phải xin chồng, em thấy cái Tiêu gì nó xong kỳ phải cục không? lỡ tay ra xin nó. Em thấy phụ nữ có rất nhiều cái để tiêu mà, ví dụ mua cây son, không lẽ anh ơi cho em 200 ngàn mua cây son à? Hay là kiểu tự nhiên cái đùng một cái một ngày nào đó nó đi theo gái thì cái số tiền mình đâu còn cái đồng nào trong người để mà mình giải quyết vấn đề cá nhân đâu. Còn phụ nữ thường mà có con có chồng rồi ít khi nào mà bỏ đi theo người khác theo cái kiểu như thế cả, vì còn vướng con mà. Có vẻ không ổn cho lắm, start game lần nữa. Bây giờ mình chỉ cần giải quyết được cái vấn đề tiền tiền thôi là ok, cầm nhiều tiền đau đầu. Nếu mà toàn bộ bằng chuyển khoản thì mình còn ngồi mình sợt lại được, chứ mấy đồng lẻ lẻ ví dụ như tiền mua hoa cúng, tiền mua trái cây, nói chung nhìn nó ít vậy thôi nhưng mà cộng lại 2 3 ngày mua lần nó nhiều lắm á, một tháng cũng hết cả mấy triệu á. Xong rồi tiền này tiền kia. Rồi ví dụ như hôm nay đi giao hàng thì 6 ngày sau mới đi lấy tiền, nó tùm lum hết. Hôm nay đi giao hàng thì nó thu hộ thì tới 3 ngày sau mới lấy tiền, kiểu như vậy á. Vẫn ghi ra, vẫn nốt ra nhưng mà vẫn quên. Nói chung là trước khi lập ra một cái bảng kế hoạch chi tiêu thì mình sẽ dành một cái tháng đầu tiên để mà nốt lại xem một tháng mình chi tiêu những cái gì, nốt càng chi tiết càng tốt. Nói chung là chị biết mấy cái vấn đề chi tiêu đó mà. Chị thích anh Hiếu TV hơn là quét trong ngày. Quét trong ngày thì lâu rồi nhưng mà chị thích nghe giọng anh Hiếu hơn nên là có nghe những cái bài giảng của anh Hiếu. Hiếu TV, em biết Hiếu TV mà đúng không? Hiếu.tv á. Cũng có nói về quản lý tiền bạc và tự do tài chính kiểu vậy, nhưng chị biết mấy cái đấy. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Làm nó còn cần động lực với lại cần nhắc cái đít lên nữa. Với khối lượng công việc nhiều khi nhìn chị rảnh vậy thôi là cuối năm chị đang bị bế tắc, mà con người chị thường khi mà bế tắc á chị chẳng làm gì cả.
Chị có một tính rất là xấu, đó là khi chị càng stress chị càng chẳng làm gì hết, chị cứ cứ thả vậy. Còn nếu mà bình thường mà không stress chị sẽ làm việc năng suất hơn. Chị mà cứ bị stress chị cứ ăn xong rồi ngồi chơi bấm điện thoại, xong chơi game hết ngày. Sao tụi bay cứ đi lên đi xuống rồi vậy? Em nói mặt tại nhưng mà là sao, tại sao ướt cái quần? Là sao? Mày mặc tả gì vậy? Bão đá gì vậy? Em có cái áo mới nhìn ngầu lòi Mày nhớ hơn được rồi chưa? nè. Nghĩ là do mạng rồi. Đen thui nè. Mới verify game xong rồi mở lên vẫn đen thui. Áo mới nè. Tức là đồ con trai xấu nhỉ? Ở kìa, em thấy nó ngầu mà. Vẫn xấu. Ngầu thì ngầu, đâu có ai nói là nó không ngầu, nhưng mà nó xấu. Mấy trang bị là mới là mấy trang bị sơ khai thôi thì nó phải xấu rồi. Điểm của việc tổ cái làm việc theo bằng trí óc á, không phải làm việc bằng chân tay á, nhưng là mà làm việc bằng chân tay mình ngủ, mình mệt quá mình ngủ một hai ngày, mình nghỉ ngơi một hai ngày là nó hồi lại. Nhưng làm việc bằng trí óc mình bị stress cái mình tự nhiên mất cả một khoảng thời gian, mình chả nghĩ được cái gì mới, cũng chẳng tiếp thu được gì, chẳng có tinh thần thôi, không có tinh thần để giải quyết. Nó không, ví dụ như đau chân thì bôi dầu bôi thuốc thôi này bữa kia nhưng mà một cái trí óc đã mệt mình chả biết làm cách nào để cho nó hồi, mà nó có hồi hay không cũng chưa biết nữa. Ví dụ thấy người ta làm nương làm này kia đúng không, kiểu mệt thì thôi ngày mai nghỉ ở nhà đấm bóp mà ngủ nghỉ gì đấy. Mà chị có một đặc điểm đó là chị càng stress lại, một là ngủ rất nhiều, ngủ từ sáng đến tối luôn, hai là chẳng ngủ được, chẳng ngủ được theo cái kiểu là không nằm xuống xong lại nghỉ xong lại ngồi dậy. Thấy đi ngủ thấy nó thức dậy thấy nó nặng nề hơn, thế là đéo đi ngủ nữa. Chắc là ok rồi, test lại nè. Ok, bây giờ Sao chúng ta sẽ kỳ ra cái khu vực trời, ngoài ngoài đường đứng này để lại chúng gần không ta có chữ triệu hồi con R gì boss hết, ra tấn công nha. không ổn rồi. Được Không biết con ngựa mình để đâu rồi ta. lại gần bọn này không có chữ R. Đây, con ngựa đây rồi. Ush. Nó bỏ nè. Chắc là do wifi nè. Sẽ đánh ngựa ở ngoài vùng màu vàng này nha. Tại vì sợ đâu. Nhiên cảm thấy mình có trách nhiệm ở quá nhiều thứ. Mình có trách nhiệm với công việc của mình nè, trách nhiệm với nhân viên của mình nè. Không, ở nhà nữa, làm trách nhiệm với cuộc đời của mình nữa, thấy mẹ oai. Không bấm R được, không chơi được game rồi. Không bấm R được là chị đang làm nhiệm vụ hay là làm gì? Không bấm R vào con NPC nào được cả. Không mở được map, không mở được menu, không mở được inventory. Nói chung chỉ chạy được thôi, chả làm được cái mẹ gì cả. Chị chạy được thôi thì nói chung game nó vẫn hoạt động bình thường mà ta. Thì chắc là bị lỗi gì đấy. Nó bị lỗi game chứ không hẳn là lỗi màn. Chắc vậy, lỗi server hay gì đấy, ai biết đâu. Chị verify game rồi luôn hả?
Verify game rồi, mới xong rồi, vừa bạch lại thôi. Cái nó vẫn bị là bị gì ta? Không cho nhân viên ăn, không cho công nhân ăn được luôn. Không cho chó cho mèo ăn được luôn. Ngáo thật đấy. Rồi mèo rồi. Bật mình. Mở đi mở lại chắc 5 lần này. 4 lần. Ừ. Ui, con boss này nhìn ngầu thế. Đây, thật sự. Cha nội nó vừa nó vừa biên nó vừa hóa con boss ra nó đập phang mình một cái nằm xuống đất rồi. Trời, con boss quá yếu luôn, mới hai chiêu nó đã chết rồi. Chưa chưa rót vốn vào đây nha, rót vào mít nữa nè. Mới làm việc theo kiểu là tao có não còn mày có tiền thôi đấy. Gì VGA 960 fake. VGA mà có pha kè nữa hả? Ừ, có pha kè nữa. Em mới nghe luôn á. Nè, VGA 960 pha kè. Mở ngoặc GT 550. Xuất hình ok. Nó Trời đăng ơi. cho vui á, thật ra nó là GT. Có pha kè nữa. Đau đầu quá. Không có chồng á thì còn online này kia mệt mỏi hay là gì, còn online chơi game coi phim đồ cái thứ nha, có chồng ở nhà nó làm như hả mình rảnh lắm vậy á, đi ngang qua đó nhìn cái đi lại nhìn cái má cháu chó được chứ. Mấy lúc mà bị stress thích thích ở văn phòng quá không ai. Công ty chị làm liên quan tới gì mà em thấy có kho xưởng rồi này kia vậy? Chị làm nội thất. Còn cái Facebook đó là sao? Chị làm cả Facebook nữa mà. Facebook quá. Đó. Trước chị làm, chị nghỉ rồi. Giờ không có thời gian để làm đấy. Tức là Cái cái đấy đấy là kiếm làm đồng ra thêm đồng mà. vào thôi. Ừ, cái đấy kiếm đồng ra đồng vào. Cái đợt mà chị hồi mà chị mới sinh em bé tầm khoảng 6 tháng á thì chị ở nhà chị làm Facebook. Ổn không? Được bao nhiêu một tháng? Nếu mà làm thêm vậy. Không ổn đấy mà. Nó không ổn theo kiểu là nó không lâu dài được. Và nó khiến mình suy nghĩ nhiều. Chị thuộc dạng làm gì nó minh bạch cơ. Facebook nó không minh bạch lắm. Nó 300 lắm. Tại vì nha, một người mà đổ nhiều tiền vào Facebook
thì cái tỷ suất lợi nhuận của họ phải cao và cái sản phẩm của họ phải đại trà cơ. Nếu mà sản phẩm bình thường mà nó tự chạy được á thì tại sao nó phải thuê em chạy? Nên thường những người mà thuê em chạy thì đa số đều là kiểu đông y này, đông y thuốc thang này kia, rồi mỹ phẩm kem trộn, hàng fake, nói chung là nó không chạy được nó mới nhờ em chạy. Mà em làm cái đấy làm một thời gian em sẽ cảm thấy là sao mình lại làm cái này kiểu vậy. Kiểu lương tâm nó không cho phép. Mình cứ chạy thôi, với lại chạy bùng nữa, chạy bùng thì mới có tiền chứ, chạy mà không bùng thì đâu có tiền đâu. Mà đồng tiền nó không được không được hãnh diện lắm. Mà những cái người mà thuê em làm như vậy thì cái tầm tư duy của họ rất là thấp. Vì Chị không nói tư về, duy cao thì họ cũng có thể tự làm được rồi. không phải chị đang nói là những người mà bỏ đi cái lương tâm của mình để làm những cái việc như vậy á thì thường họ sao ta, không lịch sự. Em làm ăn như phường chợ búa với nhau vậy. Nếu mà bình thường thì không sao, không có vấn đề thì không sao, nhưng mà khi mà có vấn đề á nó rất là mệt mỏi, tại cái cách họ nói chuyện với mình thiếu văn minh. Tại họ kinh doanh cũng đâu có sạch sẽ gì đâu, nên là con người họ đã vốn là như thế mà. Nói chung mình làm cái đấy thì không trắng cũng không đen, luật thì cũng chẳng cấm, mình chỉ làm dịch vụ thôi, ai thuê thì mình làm, mình đơn giản không chỉ là mình mình không tiện. đen, nhưng mà mình chạy quảng cáo, mình đang tiếp tay cho những người làm việc xấu. Ý là không đen cũng chẳng trắng, Rồi. nó là mình là dịch vụ thôi, người ta thuê mình thì mình làm dịch vụ của mình, miễn sao là mình chạy được thì có tiền thế thôi. Nhưng Nói mà chung là bạn đơn giản là thế. nhưng mà nói chung mình làm thì không sai, nhưng mà cảm giác không được thoải mái. Với lại nó không có ngày nghỉ, suốt chắc phải 8 tháng trời không một ngày nào được nghỉ, tại vì họ có nghỉ đâu mình nghỉ. Em là họ họ có thể có 20 đứa để mà check cái tin nhắn mà mình chạy đúng không, nhưng mà mình chỉ có 1 đến 2 đứa để chạy ra từng đó cái tin nhắn thôi. Mình mà dừng thì ví dụ 10 đứa nghỉ chủ nhật, 10 đứa nghỉ thứ bảy, tức là bọn nó đi làm vẫn có ngày nghỉ, còn mình thì không á. Mình dừng cái là tụi nó đâu có tin để check đâu, nên mình cứ phải làm thôi. Em nghĩ cảnh suốt 8 tháng trời mà đi đâu cũng cầm kè kè điện thoại, kiểu nó sẽ có thời gian cố định nhưng mà nó không cố định theo kiểu đó là từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối kiểu vậy, mà nó sẽ là cái thời gian làm việc, nói chung là thời gian mình sẽ lên cam này kia nó nằm ở khoảng đấy, nhưng mà thời gian mình rep hay là xử lý sự cố nó sẽ nằm trong cái khoảng 24 giờ luôn á. Bất kỳ khi nào mà có sự cố mình đều phải thử xử lý hết. Nhiều lúc đang cho con bú hay đang ăn đang uống hay đang gì đấy mà có sự cố phải đứng lên, nói chung xong rồi còn ở nhà nữa, kiểu cảm giác nó bí bách á. Mà chồng chị đi làm thời điểm đó cũng có 12, 13 triệu thì không có đủ để mà, nói chung là không đủ để có một cuộc sống bình thường ấy, một sống thoải mái một chút đấy, tại vì đợt đó còn nợ nữa. Nên thằng đang chị mới sinh được con 6 tháng mà chị làm rồi, mà kiểu nó sẽ có cảm giác như thế này là mình làm việc không tốt, xong mình lại còn áp lực về mặt thời gian nữa mà người khác thì không hiểu. Mình đã tự hỏi bản thân là mình có nên làm cái việc này nữa hay không, sau rồi tới lúc mà có sự cố xảy ra bất kỳ giờ nào mình cũng phải ngồi dậy mình giải quyết. Có nhiều khi làm khuya làm đêm xong rồi tới sáng lại chả có việc gì để làm kiểu thế, có những hôm thì từ sáng đến tối đều có gì hết, cái tự nhiên
khuya lại kiếm có việc. Có những hôm thì từ sáng đến tối bận sấp mặt cả ra, xong buổi tối chẳng có gì làm. Nó cứ như thế, nó không có ổn định, nó không có cố định, không có kế hoạch. Mình không có kế hoạch được ngày mai mình sẽ như thế nào. Đi chơi cũng không đi được. Không phải là không đi được mà đi nó rất là mệt đi. Đi xong rồi tự nhiên đang đi cái lại Có người kêu là gọi. check khổ này, check khổ cái kia. Mà mấy cái việc đó đâu phải làm 100% trên điện thoại ở đâu. Mình check được nhưng mà đâu xử lý được trên điện thoại. Di động cũng cũng canh cánh là giờ gọi phải về liền, kiểu vậy. Mệt mỏi. Cái cảm giác nó rất là, thà mình làm chủ có khác nha. Mình làm chủ mình có thể tự sắp xếp, là ví dụ như mình không làm buổi sáng thì mình làm buổi tối, đó mình chủ động làm buổi tối. Còn cái này mình không làm buổi sáng tại vì buổi sáng chúng nó không có việc. Mình làm buổi tối vì buổi tối nó có sự cố, mà sự cố xảy ra thì nó đâu đoán trước được đâu. Nên cái cảm giác mà bị động theo người ta nó rất là khó chịu. Mà mình không trả lời thì cái thái độ của người ta như thế. Với lại mình sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân á, tháng tiền ra tiền vào tới 700-800, có khi cả tỷ. Nó ảnh hưởng tới truy thu thuế. Không, nó không ảnh hưởng đến thuế, nhưng mà nó sẽ có kiểu vết á. Phải vết mà kiểu như tiền ra tiền vào nhiều thì mình phải sao kê cho bên. Nói chung là mình sẽ bị để ý á. Nói chung là mệt. Nói chung là người như mình chắc không hợp để làm những việc như vậy đâu. Người ta làm giàu bởi cái đấy được thì chắc người ta cũng đánh đổi nhiều thứ. Thấy cũng đáng. Có những thằng hả, một ngày kiếm 50-60 triệu là bình thường mà, tại vì nó chạy bùng một tài khoản là được 20 triệu rồi. Thì nó chỉ cần bùng 2-3 tài khoản thôi, xong rồi trừ đi chi phí thì nó vẫn còn lại 40-50 triệu mà. Đó là chuyện rất bình thường mà mình không không làm được, tại vì mình không đánh đổi được. Mình hay bị suy nghĩ nhiều á. Suy nghĩ nhiều chắc không làm được mấy cái đó đâu. Mẹ nghĩ mới sinh xong hả, xong rồi còn áp lực này kia, xong rồi làm cái công việc mà không thể chia sẻ được á. Người ngoài như dân kỹ thuật không thể nào hiểu được những vấn đề của marketing hết. Không hiểu được, không thể nào hiểu được những vấn đề của bên bên marketing đâu. Làm sao mà chia sẻ được? Nếu mà có nói ra người ta cũng chỉ nghĩ được. Quyệt tiền Facebook à? Thế, hoặc là cái này phạm pháp, tại vì những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm kiểu lừa đảo à. Họ sẽ nghĩ là lừa đảo kiểu vậy. Nhưng mà đợt đó chị làm việc chị đâu thể nào chia sẻ được với chồng đâu, đâu nói được. Làm sao mình nói thẳng ra được là nó là như thế được. Nói chung là mệt mỏi lắm, mệt đầu óc. Không mệt chân tay thì mệt đầu óc. Nên là nhiều khi chị nhìn mấy đứa mà giàu giàu từ Facebook rồi từ làm MMO á, cũng không ganh tị lắm, tại người ta đã đánh đổi một cái gì đấy rồi. Bọn chị phải mua acc rồi mua tài khoản này kia để chạy mà. Thực tế là mua bán thông tin như thế cũng không đúng luật. Chứ tài khoản đâu mà chạy lắm chứ. Cũng giống anh Huy thôi. Nhưng mà cái ngày mà rút được ra khỏi đấy thì mừng. Em không biết anh Huy đang làm gì luôn á. Cái đợt cái anh Huy nói là em không biết làm cái gì luôn, anh chỉ nói làm được Em scam hả? em chỉ cần biết mà scam là được. Thì đó. Đợt đó anh Huy cũng cùng cùng tính kêu em làm nhưng mà nói được kiểu nói được câu đầu xong lại thôi lại ngừng ấy. Tại vì Không nên. anh Huy nói là em tính em thật thà quá không làm được.
Nói chung là từ trải nghiệm của chị sau cái việc mà chị làm ad thôi, là có tiền thì có, nó giúp cho mình cái khoảng thời gian đó nó sống thoải mái hơn. Nhưng mà em biết rồi, khi mà mình bị stress á, mình sẽ có hai chung xả stress là cũng cũng hết tiền rồi. Thank you.
Làm tự do quen rồi, thu nhập cũng cao mà giờ làm một cái công việc cố định xong rồi thời gian cố định xong rồi lương nó cũng không được bằng cái thời công việc cũ của mình thì Delphay Knight's castle, but it's also a battlefield. Are you here for support? Looks like our task here is done. However, they did guide us here safely. The least we can do is give our thanks. Granville has been waiting for our supplies for some time now. I am a little late for formality. Started attacking. We have to reduce damages first. Muốn làm nhiều hơn cũng không làm nhiều hơn được. How many have fallen today? Leader,
Tell the new recruit to move the muzzle away. The harpies suddenly started attacking. We have to reduce damages first. Castle's become a mess. Feels like something big is targeting us. Everyone in Calpheon must fight for Calpheon. Pick up your weapon! This is the Delphay Knight's castle, but it's also a battlefield. Are you here for support? Một lần kẹt thì đó là phải là quay lại kiểu vậy. How many have fallen today? Nhưng mà làm giao dịch MMO thì có nhiều cái trung gian MMO mà. Có những người làm trung gian tới mấy trăm triệu tiền bảo hiểm rồi đấy.
không không không, em đang tắt cái mic Discord, em đang tắt cái âm thanh Discord. To move the muzzle away. Ba chục là cao ấy. Chứ làm kiểu nhân viên phục vụ một tiếng 25.000. Attacking. We have to reduce damages first. The castle's become a mess. Feels like something big is targeting us. The strategy right now is to defend. Delphi. Formation for one-on-one combat. When will the operation begin? Ready for battle. This place hasn't changed a single bit. It's just as loud and noisy as I remember. To think that this place acts as a gate to Calpheon. Unacceptable. This is the Delphi Knight's castle, but it's also a battlefield. Are you here for support? If you don't want to become a harpy's toy, keep your eyes open. Be careful. The harpy's attacks are aggressive. It's been ages since the orders were sent. Ready for battle. The strategy right now is to defend Delphi. It's a formation for one-on-one combat.
Leader, tell the new recruit to move the muzzle away. Started attacking. We have to reduce damages first. Castle, but it's also a battlefield. Are you here for support? I am a little late for formality, but welcome to Calpheon.